Xin chào cả nhà, hôm nay hai bà cháu Lan đi mua giày cho cháu nội Lan nha. Ở đây hai bà cháu Lan ăn tô phở đặc biệt ở chợ Phú Rời Market, rất ngon nha bà con, nhưng giá cũng rất bình dân. Hello, hello cô ba, hello. Hello, xin chào cả nhà. Lan sẽ sẵn chở cháu nội Lan đi mua giày nha bà con ở chợ Hai Phôi nha. Cô gà, hello bà con đi. Bây giờ chở đi mua đôi giày bà con ơi, chó cắn đôi giày thể thao cũng nhỏ rồi. Thôi mời bà con chút xíu ra tiệm giày chơi với Lan nha. Trên đường lái xe thì Lan không có quay phim. Mời cả nhà đi chợ với Lan chút xíu nữa. Ra chợ gặp. Trước đi tiệm giày kìa. Chạy trước vào tiệm giày đi nè. Đó. Bây giờ bữa nay xin chào cả nhà nha. Dắt cháu nội đi lại mua giày nha bà con. Đó, đi vô tiệm. Shop ở đây. Rồi đi vô. Ồ. Mà nói coi đây. Cái đôi nào đâu. Nè nè nè, mấy cái đôi này nè. Nè, mua đôi cũ là giống của con nè. Đó mấy đôi này nè. Đó, lúc đẹp không? Wow, 79 đồng. Hay là này. Con thích này không nè nè. 69 đồng, con thích nào lựa đi. Thích nào lựa. Mà mua loại mấy đôi này nè cho con đi nè. Đó thích thế nào? Bên bên đây thì nó có cái kim tuyến nha. Cái đó dạy anh trai à, bên đây nè. Ở đây. Hay là con muốn mấy đôi này? Con muốn cái đôi này không? No. Vậy thích nào? Con thích nào đâu chỉ nội coi đi. Mua lại mấy đôi nữa đó, con thích không? Ờ, cái này phải không? Đây coi có phao à không? Rồi. Đôi này 79 đồng nha bà con. Đó rồi, để bà nội nói với cô đó cho. Ok, con đợi chút xíu đi. Đẹp quá. Đẹp dữ sao không bà con? Thì đợi cô đó đi rồi nói. Để bà nội đi quay phim. Con cầm đôi giày đi nói với cô đó. Okay. Đợi đi, con ngồi đợi đi. Quá dài bự nha. Con muốn you like the bus. Con bơm mốt nha. Nó không thích gì đâu. Ok. Có phao lại nữa nè, tới đây mà nội để xuống đây mà. Wow, đẹp quá, gì con thích ha. Ok, rồi để nói với gì đó. Wow, đẹp quá. Lúc viết đi con ạ. Ok, để nội nói chuyện với cô đó. Mọi giờ đẹp đẹp không ha. Giày bus đẹp quá. Đợi chút đi con, đợi chút nha, đợi mấy người đó buôn bán chút đi, đắt quá. Hello khô gà, con đập đôi giày cái ơi, cho nó, đó, nó có điện đó thấy không, đẹp không, đó, đẹp chưa. Dạ anh trai nha bà con. Ngồi dễ thương quá. Dạ anh trai. Dễ thương. Okay, you need size 13. The same like this? Do you want size 13? No, one size bigger. One size bigger? Yeah. Yeah, thank you. Yeah, can I take you one? You check the box. Bự hơn một size à. Chết rồi, vậy là cái giò mà dài bự quá vậy cô ra à. Mặt ngồi thử vậy. Yes. Cái đôi dài của khô gà lựa không còn size của cháu nữa nên là cháu phải chọn đôi khác. Để cô thử cho con nè. Để cô thử à.
Wow, look beautiful. You already have a walk? Yeah, thử không? Đi thử đi. Đi thử đi. Đó, cô kêu con đi thử đi. Okay. Are you happy? Yeah. Chịu á. Chị mua cái đôi này á. Ok, rồi. Yes, she like. Yes. Rồi, leo lên, cởi ra. Để bà nội cởi ra. Để gì cởi ra cho con. Dắt cháu nội đi mua đôi giày khác đền cho cháu nội. Con chó nó cắn đủ nhỏ bánh chành té bẻ trên bà con ơi. Rồi sáng anh Liêm kêu chở cháu đi mua đôi khác cho nó đi. Alo cô ghè. Đó, đưa lên đây, bà nội mua cho đôi giày rồi đó. 79 đồng, 99 cent như 80 đồng. Wow. Đó, thích đôi giày kia mà không có size bà con ơi. Còn size bự không à. Cô gà đói bụng phải không? Cô gà hungry. Ok. Yes, nãy giờ hai bà cháu đi chợ nha bà con. Mua gì đây? Rồi, mua đồ chơi. Mua gì? Cái cây kia, công chúa đội lên đầu. Ôi. Đó. Mua hai đôi giày. Mua tổng cộng 3 đôi giày bà con. Đó. Rồi cái đó cái gì vậy? Ồ. Sao cây kẹo. Rồi giờ đói bụng rồi chứ chắc dắt không phút rầy cho nó ăn phở. Rồi giờ tiếp tục đi phút rầy market nha bà con. Đi chợ phút rầy. Bà con, hai bà cháu đang ở chợ Phước Rầy nha. Chút xíu nó đợi ăn phở nha. Kêu phở đặc biệt rồi. Hai bà cháu ăn phở. Cái quán phở này ở trong chợ Phước Rầy Market. Nằm đối diện với tiệm ô tô. Quán hình như cũng mát cô Nga. Nhưng bán phở rất ngon nha. Đây, tô phở ra rồi. Đây, tô phở đặc biệt ra rồi đó bà con. Ngon không? Đó, chanh ớt nữa nè. Trời ơi, ngon quá. Nhắm nhắm yeah. Ồ, lấy giùm cho nội rồi đó hả, đói bụng. Lấy tiền cho nội rồi, uống chết rồi, chưa uống rái. Không sao, để nội lên, nội làm. Để nội làm cho con, no worry. Mời bà con ăn phở nha, con phở đặc biệt. Rất ngon đây. Giờ Lan để giá vô. Giờ đây, con ăn giá không? Con ăn giá này không? Ăn không, bà nội để không ăn, bà nội khỏi để. Ăn không, ăn này không. Giá, con ăn không. Vì bà nội khỏi nha. Đưa đây, đưa cái tô con ra đây. Đưa đây, đưa cái tô bà nội gấp thịt ra cho. Bún với thịt. Ok. Wow, bà nội đợi bún quá. Wow, ngon quá. Rồi bà nội. Bún. Con ăn cái này không? Này. Bà nội hết sức cho con nha. Bò và diên. Diên con ăn giá để chụm qua đây. Để bà nội để đây chụm miếng của con ăn. Tại hồi nãy bà nội sợ con không biết ăn giá đó nha. Ồ, dỗ quá bị ăn giá nha. Dỗ quá bị ăn giá nha. Để mâm nha. Ok, để ngồi. Để bà nội hỏi bà dùng được hết chanh. Bà nội làm chanh. Ok. Rồi bà nội lấy tương nha, tương ngọt nha. Con ăn tương này không? Cái bean sauce này. Để chút nha. Ngon lắm. Đi học nó hỏi đường dịch.
đựng nhiều quá, coi chị có mặn không. Mà má của cái cô mà bán bún mắm cô Nga và chị nó hỏi là của má của cô Nga này. Củ hành dưới nồi giặt gì nè, không ngon chê. Rồi mời cả nhà nha, mày chê thì tao ăn, mời cả nhà ăn phở nha. Ở đây ngon lắm, được đó là không có biết được cái chú quen cái trên giáo hội á, chú chỉ chú họ chú chỉ cứ nói đây ngon lắm. Nhỏ này nó chê hành nó nói hồi mà bán thịt rất nhiều nha, nhầm nhà hàng giờ thịt để xỉu à. Đưa đây mà nói chạy đây. Thả ra, bắt bình. Thả gì? Biết thả gì không nè? Không chịu à. Ở đây chưa lên giá, cũng còn 13 đồng tô phở thôi nha bà con. Chỉ nói có thể lên một đồng. Mời bà con uống trà. Ăn đồ bị dính răng rồi, uống trà đi. Mời cả nhà. Ngon không nói bà nội nha, ngon không nói mấy thầy nhìn xem nha, ngon không ngon hả quýt ngon. Rồi thôi đi chợ nữa nha bà con, bye bye bà con, bye bye bà con. Thôi tới đây Lan Lan xin kết thúc phim, cảm ơn bà con mỗi giờ coi video của Lan nha. Yes là nói chuyện với bye bà con nè. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim, cảm ơn bà con mỗi giờ coi video của Lan nha. Và cảm ơn nếu bà con có yêu thích Lan nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ giùm Lan thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye đi thưa bà con, bye bye bà con, cảm ơn bà con.